em đưa sự để tụi em được cầm đàn đi đỡ ngay đường em hồ hồ trạm y tế hồ người ta nhà trường được y ta tìm vaccine nè vaccine mẹ mặn tổ tổ ôi mặn chui cả nồng quá tổ hello anh yêu ơi các bạn ơi con đây là xã nhà trường của mình à, à. Nghe nghe đi đông quá trời luôn các bạn. Ngày mình ngủ khỏe làm sao ta? Ngủ tiêm vaccine hả? Này bạn cụ nhà riêng ở trong mình ở mình đâu còn đâu mấy hệ ta sẽ sợ như trường của mình chẳng thế đang hồi hộp nè biết tin sao nè Thank you.